Xin chào các quý vị và các bạn, những người thường xuyên theo dõi các clip của DTD Auto trong thời gian vừa qua. Vâng, và ngày hôm nay thì tôi lại tiếp tục làm các clip ngắn, làm chậm và nói cũng sẽ chậm hơn cho những anh em mà thường xuyên bận bịu công việc, không có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin, có cơ hội để sử dụng phần mềm Motorata thành thạo, phục vụ cho công việc sửa chữa của mình tốt hơn. Chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em, hướng dẫn cho anh em cách tra cứu sơ đồ mạch điện, tra cứu cái từ viết tắt của các cái màu dây, tra cứu các cái ký hiệu viết tắt của các cái chân tín hiệu và chân chức năng của ECU, tra cứu các từ viết tắt trên các sơ đồ mạch điện. Anh em có thể nhìn thấy ở trên cái màn hình chúng tôi đang hiện ra đây, đó là phần mềm Motorata phiên bản 5.6. Và từ phiên bản này thì anh em có thể tải về từ các cái chợ ứng dụng trên các cái điện thoại của hệ điều hành Android hoặc là điện thoại của hệ điều hành iOS, ví dụ như iPhone, iPad. Và khi anh em tải xuống mà anh em dùng miễn phí thì chúng tôi chỉ có giới hạn một chút thời gian thôi, còn anh em có thể sử dụng nhiều hơn thì anh em có thể mua bản quyền để sử dụng. Và bây giờ thì để tiếp tục, chúng tôi mời anh em click vào cái nút lệnh ở phía bên phải dưới màn hình. Và từ đây là cái màn hình chính của phần mềm Motorata. Phía trên vẫn là một cái menu thân thuộc ở phía trên. Ở đây thì có nhiều chức năng ở các menu khác nhau. Anh có thể dùng bút, dùng ngón tay để chúng ta chọn vào các cái biểu tượng ở phía trên để thay đổi các chức năng. Hoặc anh em có thể gạt. Vâng, anh có thể gạt trái, gạt phải ở màn hình phía dưới. Nó cũng có một cái hiệu ứng tương tự. Ở đây chúng ta chú ý là khi chọn vào biểu tượng nào thì cái biểu tượng đó được nổi lên và có cái dòng chữ chú thích ở phía bên dưới. Chẳng hạn tôi chọn vào cái biểu tượng có hình cuốn sách ở đây và nó có cái chữ tài liệu. Thì với cái biểu tượng này, ý tôi muốn nói là chúng ta sẽ vào cái mục này, những cái cửa vào ấy, để chúng ta có thể xem được các cái sơ đồ mạch điện, xem được các cái kết cấu cơ khí, xem được các cái hình ảnh, rồi lắp ráp cơ khí, rồi thông số kỹ thuật. Đây là cái mục giống như cái quyển sách điện tử. Còn nếu anh em chọn sang phía bên biểu tượng có hình kính lúp và nó có cái chữ tra cứu ở phía bên dưới, thì ở dưới nó cũng có cái biểu tượng tương tự với các dòng xe như nhau. Tuy vậy thì mục này là cho chúng ta tra cứu nhanh, tra cứu hướng đối tượng và tra cứu những cái chức năng đặc biệt, rồi sử dụng các chức năng đặc biệt nó nằm ở phía bên cái biểu tượng có hình ống nhòm này. Và bây giờ thì tôi sẽ làm cụ thể cho anh em. Ví dụ tôi chọn sang bên mục cái cuốn sách là tra cứu tài liệu. Em chọn vào một cái dòng xe, chẳng hạn tôi chọn Honda. Tương tự như các buổi trước thì anh em có thể nhìn thấy ở đây có rất nhiều các cái dòng xe Honda. Để chọn một dòng xe nào, chúng ta có thể chỏ ngón tay chúng ta hoặc chỏ bút của chúng ta vào cái xe đó. Hôm nay tôi chọn thử một cái xe khác, ví dụ là xe PCX. Và một cái dòng xe cũng khá đẹp. Hiện nay tôi chọn PCX. Và tiếp vào PCX thì nó sẽ có nhiều các cái thông tin để chúng ta có thể chọn. Ví dụ đây 14, 15, 16, 17, 32 và hơn nữa đến 37 các cái dòng thông tin anh em có thể tra cứu ở đây. Bây giờ tôi có thể chọn tra cứu. Ví dụ tôi chọn tra cứu sơ đồ nguyên lý của động cơ. Đây là sơ đồ nguyên lý. Chọn mục số 7. Chọn. Nhiều người nói là sao nó mờ, nó nhỏ thế. Vâng, thì ở đây anh em biết là điện thoại thì nó nhỏ như vậy. Nhưng anh em cũng có thể nhìn không khác gì máy tính cả. Anh em có thể dùng hai ngón tay. Chúng ta vẫn cái thói quen thông thường là chúng ta zoom, phóng ra, thu nhỏ và dịch chuyển đến các vị trí mà chúng ta cần xem. Thì chúng ta vẫn có thể xem được bình thường. Đây là một cái sơ đồ nguyên lý. Anh em biết là người ta có thể vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ráp, sơ đồ khối. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ khối là dành cho các kỹ sư, còn cái sơ đồ lắp ráp dành cho công nhân kỹ thuật. Thì với cái sơ đồ nguyên lý này thì cái người kỹ sư người ta có thể nhìn vào đây, người ta có thể biết chẩn đoán được các bệnh của cái xe, biết được nguyên lý làm việc của hệ thống. Và theo cái cách thể hiện thì người ta sẽ thể hiện là phía trên thì là dương, còn phía dưới thì là âm, dòng điện thì đi từ dương đến âm. Và phía bên trái thì là các cái tín hiệu đầu vào, là các cái cảm biến cung cấp thông tin đầu vào cho ECU. Bên phải là các cái cơ cấu chấp hành và cái chiều điều khiển là chiều từ bên trái sang bên phải.
Bây giờ tôi có thể phóng to, tôi thì nhìn một vài cái ký hiệu. À, anh có thể nhìn thấy các cái mạch đường dây, các cái ký hiệu của các cái cảm biến, rồi ký hiệu màu dây, từ viết tắt của các cái chân chức năng. Có rất nhiều cái từ, ví dụ như là từ VCC, PB, THR, TA, TV kép, SG, và có rất nhiều chân ký hiệu. Có những người hỏi là làm sao để biết được cái chân nào nó nằm ở đâu, sao không có cái tra cứu chân. Anh em biết rằng là ông nhạc sĩ thì ông có cái bản nhạc, cái nhìn đấy là có đầy đủ mọi thứ, chẳng thiếu cái gì. Cái ông kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, người ta sẽ nhìn vào cái bản vẽ thiết kế là đầy đủ mọi thông tin. Vậy thì chúng ta là những người thợ sửa chữa điện xe máy, chúng ta chỉ cần cái sơ đồ máy điện này là không cần phải hỏi cái gì hơn nữa, đầy đủ hết thông tin ở trong. Ví dụ anh em muốn biết cái chân, ví dụ ở đây tôi ghi là cái chân có cái màu dây là ký hiệu viết tắt của tiếng Anh là G gạch O. Nếu mà ai biết tiếng Anh thì người ta biết ngay đây là green and orange, có nghĩa là màu xanh lá cây và sọc cam. Vậy thì đối với cái ký hiệu này, cái chân này nó nằm ở đâu? Thì anh em nhìn thấy nó có chữ A5. A5 có nghĩa là khoang A, chân số 5. À, cái xe này là cái xe mà anh em nhìn xuống phía dưới, nó có các cái hình ảnh chân rắc. Nó có một rắc, hai rắc, ba rắc. À, anh em nhìn thấy các cái chân rắc của nó. Vì nó có khoang A, khoang B và khoang C. Ở đây cái chân đó mà tôi vừa quan tâm ấy, là cái chân A5. Và đây là cái chân nhìn ở phía, gọi là cái giác đực, là nhìn về phía ECU. Anh em nhìn thấy nó ghi rõ là bên ECM đầu đực. Thì ở đây tùy từng xe, người ta có thể đánh số từ trái sang phải hoặc đánh số từ bên phải sang bên trái. Đây A1 ở góc bên phải phía trên, thì anh em cứ đến từ bên trái sang bên phải, à đây đến từ bên phải sang bên trái và trên xuống dưới. Thì A1 thì đến A11 này, sau đến tiếp tục A12 và đến A22. Thì ở đây chúng ta A5 thì 1, 2, 3, 4, 5. Đó là sẽ chân thứ 5 từ bên phải sang. Vậy thì chúng ta đã biết cái vị trí của cái chân đó nằm ở đâu. Và cái màu dây, chúng ta cũng có thể biết màu dây. Còn cái chức năng của cái chân đó để làm gì? Thì đó là chân ký hiệu. Anh em nhìn thấy cái chữ bên trong nó có chữ SG. Nếu như mà ai mà biết tiếng Anh mà được đào tạo của DT Delto thì chúng tôi đã đào tạo rất kỹ cái nó. Ví dụ SG là ký hiệu viết tắt của từ tiếng Anh là sensor ground, có nghĩa là chân mát chung, mát ổn định của các cảm biến. Và cái mát này là mát dành riêng cho các cảm biến, không phải là mát cho cơ cấu chấu hành và không ra khung sườn. Vậy thì nếu như người nào không biết thì chúng ta cũng không phải lo, và chúng ta có thể sử dụng phần mềm Motorata để chúng ta có thể tra cứu được cái chân này. Ví dụ bây giờ tôi muốn tra cứu G sọc O là gì, SCG là gì. Tôi sẽ chuyển sang phần tra cứu nhanh. Anh em chuyển sang hình có cái ống nhỏ trong tra cứu. Tôi vẫn chọn tương tự các xe đó và tôi chọn vào dòng xe P6 2018 và P6 2018. Ở đây thì nó có cái mục 1, 2, 3, 4, rất nhiều chức năng, mà dần dần thì tôi sẽ làm nhiều clip giới thiệu cho anh em các cái chức năng đó. Bây giờ chúng ta quan tâm đến cái chức năng đầu tiên ở phía trên là chúng ta để tra cứu mã lỗi, màu dây, chức năng tra cứu chân ECU từ viết tắt. À, đây là cái mục mà rất nhiều vấn đề, phải nói thực sự là rất nhiều vấn đề cho những anh em mà ít tiếp cận với công nghệ, mà chúng ta chỉ làm bằng hành vi mà chúng ta không tư duy một chút, thì cái đó nó sẽ làm cho anh em mà nhập cái dữ liệu vào bị sai. À, tôi có tra cứu lịch sử, tra cứu của các anh em sử dụng Motorata ở trên server của máy chủ, thì tôi thấy anh em tra cứu ở đây tỷ lệ sai rất nhiều. À, ví dụ như là ở đây ghi là tra cứu mã lỗi, có nghĩa là chúng ta phải nhập cái ký tự mã lỗi đó vào, ví dụ như là P bao nhiêu, hoặc là 56, hoặc là 12, hay là 14, thì đấy là cái con số mà thể hiện cái mã lỗi đó. Chứ không, chúng ta không thể nhập vào đấy là nháy 8 cái nha là cái gì, nháy một dài hai ngắn là cái gì, thì nó không thể tìm được. Hoặc là trường hợp về tra cứu về ký hiệu viết tắt của màu dây, chúng ta cũng nhập với ô này. Đây là cái ô mà đa năng, có thể nhập rất nhiều thông tin ở đây. Nhưng với cái ô nhập về màu dây ấy, thì có rất nhiều anh em không hiểu cái mục đích của ô nhập này. Anh lại nhập là dây đề là màu gì đây, rồi là xanh sọc vàng là dây của hệ thống gì đấy, thì nó không thể biết được. Có người còn nhập là lốp là bao nhiêu tiền, lốp xe Airblade này là bao nhiêu tiền, cỡ bao nhiêu,
rồi các cái câu hỏi ví dụ như dây đề là dây màu gì đấy, thì tất cả những cái câu hỏi kiểu như vậy thì nói thật là Google cũng chịu chứ không phải là phần mềm của chúng tôi, bởi vì là đây là những phần mềm mà nhập với cái nội dung có một cái hướng cụ thể. Ví dụ như là mã lỗi thì chúng ta phải nhập mã lỗi, ký hiệu màu dây là chúng ta nhập ký hiệu màu dây, và cái từ viết tắt tiếng Anh của cái chân chức năng của ECU thì chúng ta phải nhập vào. Bây giờ tôi làm thử cho anh em thử. Ví dụ tôi nhập về đây là tôi nhập mã lỗi, ví dụ tôi mã lỗi 07 chẳng hạn, tôi enter và đây là mã lỗi của phần động cơ. Tôi sẽ chọn cái nút lệnh ở phía chân của màn hình phía bên trái cuối cùng, vì đây là động cơ này, ABS này, Smart Key, tôi chọn động cơ thì nó sẽ ra cái mã lỗi với thông tin nội dung gợi ý sửa chữa của mã lỗi động cơ, và chọn vị trí trên sơ đồ mạch điện là chúng ta chọn phóng to thu nhỏ, ta nhìn màu dây các chức năng, chọn vị trí trên xe, chúng ta có thể chọn vị trí ví dụ đây là cái ECT sensor là cái cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ, thì anh có thể nhìn vào đây, anh chỉ vào cái vị trí của cảm biến đó, và cũng cái ô này thôi thì anh em có thể nhập những thông tin khác, ví dụ như là vừa rồi tôi có nói là cái màu dây ấy, chẳng hạn anh em muốn nhập cái màu là chữ G này, xong sọc một cái này, xong lại có cái chữ O này, và anh em đừng nhập chữ O, chữ chữ O này, chữ chữ O này này nó không phải số 0 nhé, anh em mà nhập số 0 ở cái số phía trên thì nó lại không nhận được, vì vì đây là cái chữ O, thì anh đã kết thúc cái việc nhập này, ấn kết thúc, sau đó chọn tiếp biểu tượng động cơ và nó sẽ báo cho anh em là cái dây này ở phần động cơ ấy, thì đây là dây dẫn điện màu xanh lá cây, màu xanh lá cây sọc cảm, và thì thế thì nó mới có thể ra thông tin cho anh em được. Tương tự như vậy, ví dụ anh em chọn ở đây một cái thông tin khác, vừa rồi là có cái chân chân SCG chẳng hạn, ví dụ tôi chân SCG tôi nhập SCG và SCG, tôi tương tự như vậy tôi ấn hoàn tất và chọn SCG và nó sẽ chỉ cho anh em ngay là chân âm nguồn ổn định dành riêng cho các cảm biến, và cái chân này tôi nói lại một lần nữa là một cái chân mát được ổn áp và không được nối tới mát sườn, không bị tác động của những cái xung nhiễu Foucault của nguồn điện, của tiết chế, của các cái gle kim phun, rồi các cái cơ cấu chấp hành tạo ra các xung nhiễu làm ảnh hưởng đến cái tín hiệu, đến cái chất lượng tín hiệu đầu vào của ECU. Cho nên là tất cả cảm biến analog là những cảm biến tương tự thì đều phải có nguồn dương VCC là 5V ổn định, rồi đến nguồn âm cũng phải ổn định, và đây chính là một nguồn âm ổn định. Cho vậy rất nhiều người nói là mắt nào cũng giống mắt nào là sai, vì khác nhau, và trên xe máy có thể một là mắt khung sườn hay là mắt cơ cấu chấp hành, mắt tải lớn, còn SG đây là mắt dành riêng cho các cảm biến, nó không có tải lớn nhưng mà nó lại có khả năng ổn định điện áp và chống nhiễu. Vậy thì đây là một cái hình thức mà chúng ta có thể tra cứu. Bây giờ thì tôi làm tương tự như vậy đối với một cái việc tra cứu hệ thống khác đi. Ví dụ tôi vẫn chọn phần tài liệu, chọn Honda, tôi chọn vẫn tra cứu và vẫn thuộc cái xe này, hôm nay tôi thích cái xe này, tôi chọn PCX 2018. À, bây giờ tôi chọn tra cứu ABS chẳng hạn. Anh em nhìn ở phía mục số 8 và mục số 9. Ở đây có hai cái mục về ABS, là cái mục số 9 là sơ đồ nguyên lý của ABS của hãng Honda làm. Thì hãng Honda làm thì người ta làm cái sơ đồ điện này phục vụ cho công nhân kỹ thuật thôi. Nó không chi tiết và chuyên sâu vào bên trong, mà chúng tôi là đơn vị nghiên cứu DT Auto, chúng tôi đã làm thiết kế riêng một cái sơ đồ hệ thống ABS chi tiết hơn dành cho các kỹ sư có thể nhìn nguyên lý làm việc từ bên trong lẫn bên ngoài, kể cả nguyên lý bên trong của các cái hình cấu tạo bên trong của các cái ECU bên trong. Anh em có thể chọn số 8 và khi em chọn ở đây thì chúng ta có thể phóng to ra và chúng ta nhìn bên trong. Thì đây nó cũng đầy đủ tất cả mọi thông tin về hệ thống ABS, bản quyền của DT Auto thiết kế. Và chúng ta nhìn thấy cả các transistor nằm bên trong, rồi các cái điện trở pull up, điện trở pull down, chúng tôi cũng thể hiện rất rõ ràng các cái transistor MOSFET bên trong, các cấp nguồn bên trong của các cái cảm biến hô. Rồi đây nhìn thấy ví dụ như cái chân SCS này, tôi phải vẽ rõ ràng bên trong các cái điện trở pull up và nguồn VCC ở chân số 14. Và với các cái chân ký hiệu này
thì chúng ta cũng vẫn tương tự thôi, chúng ta tra vào cái chân rắc, chân rắc. Và trong cái chân rắc này thì nó cũng tương tự, và đây chúng tôi ghi là main connector là cái rắc đực, tức là cái rắc mà nằm ở phía ECU. Tôi lấy một cái ví dụ ở bên 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 trái thì vẫn là input anh em nhé, còn bên phải thì là output, là phần các cơ cấu chấp hành. Ví dụ anh em muốn biết cái chân số 3 nằm ở đâu thì anh em tra cái chân số 3 này và cái rắc, vì đây là một cái chân có một rắc nên nó không có cái A hay là B ở phía đầu, nó chỉ có một cái số 3 thôi, có nghĩa là một rắc. Một rắc thì chỉ cần số 3 là đủ, và chúng ta nhìn đây, đây là cái chân số 3 nằm ở vị trí số 3. Đó. Bây giờ anh em muốn biết là cái chân số 3 này là cái chân gì, vì chúng tôi làm là làm cho tất cả các anh em trong nước cũng như quốc tế sử dụng, cho nên chúng tôi để tiếng Anh. Và anh em muốn biết cái từ speed ở đây nó là cái chân để làm gì, nếu anh em được đào tạo ở DT Auto thì chắc anh em nhìn thấy là nếu bên trong là transistor thì đây là output và sẽ là gửi ra, còn nếu là có điện trở thì nó là nhận vào. Thì đấy là những cái mà khi anh em học chuyên sâu thì anh em sẽ nắm rõ cái điều đó. Còn giả sử bây giờ anh em chưa có điều kiện được học DT Auto, nhưng anh em có thể dùng cái phần mềm này, anh em tra được cái chức năng của cái chân speed là gì. Ví dụ tôi tra chân speed của ABS là chân số 3, tôi sẽ quay lại cái phần tra cứu, tôi chọn phần tra cứu, tôi vẫn chọn cái xe PCX 2018, tương tự như vậy, chọn tra cứu, và bây giờ tôi nhập vào chữ này là chữ speed. Nếu anh em dùng bút thì anh có thể viết chữ speed như tôi ở đây cũng được, nó cũng có thể ra là cái speed đó. Và nếu anh em nhập bình thường cũng được, anh em hoàn tất. Và bây giờ chúng ta chọn, sẽ chọn vào bên ABS, tôi sẽ tìm ở cái nút lệnh ở giữa động cơ này, ABS này, chìa khóa thông minh này, chọn ABS thì nó sẽ báo luôn cho anh em là đây là chân gửi tín hiệu tốc độ của xe tới ECM, tức là khối điều khiển động cơ và đồng hồ công tơ mét. À, cái chân này nhiệm vụ là nó gửi cái xung tín hiệu mà tương ứng với cái giá trị tốc độ của xe, bởi vì đối với dòng xe này thì tốc độ xe không lấy ở cảm biến VSS ở đuôi lắp nữa, và đối với dòng xe có trang bị ABS thì cái tốc độ xe sẽ lấy ngay từ cái cảm biến của hệ thống ABS. Đấy là cái sự khác biệt mà anh em có thể khai thác, có thể sử dụng phần mềm Motorata trong nhiều các mục đích mà thường ngày nếu như anh em không xem clip chúng tôi hướng dẫn thì có lẽ anh em không biết cách để chúng ta khai thác hết cái tính năng của nó. Và bây giờ tôi quay lại một cái sơ đồ máy điện khác đi. À, tôi quay lại một sơ đồ máy điện khác. Ví dụ tôi chọn vẫn là dòng xe này đi. PCX 2018. Bây giờ tôi chọn đến hệ thống Smart Key. Đây là một cái hệ thống mà cũng được DT Auto thiết kế một cái sơ đồ máy điện chi tiết hơn cho các kỹ sư. Còn trên cái phần mềm của sơ đồ máy điện của Honda thì người ta chỉ có thiết kế một cái sơ sài thôi cho công nhân kỹ thuật thông thường để lắp ráp là chính. Và tôi chọn vào cái mục 5, đây là cái sơ đồ của DTD Auto thiết kế. Thì chúng tôi cũng thiết kế theo quan điểm là chiều điều khiển từ trái sang phải, khối điều khiển trung tâm ở giữa, bên trái là input, bên phải là output, và vẽ sâu vào bên trong của hệ thống ECU. Cũng tương tự như ABS, cũng tương tự như động cơ, anh em có thể tra vị trí chân, đó là rắc đực ở trên cái chân rắc của nó. Ở đây thì tôi có thể làm rõ một số cái thông tin mà rất nhiều anh em trên mạng cũng có hỏi về hai cái dây chân số 16 và chân số 6, cái nối giữa cái SCU và cái ECM, tức là cái khối điều khiển khóa thông minh và cái khối điện tử điều khiển động cơ, tôi có hai cái dây. Nếu anh em nhìn vào đây thì em thấy chúng tôi làm rất là chi tiết. Ai mà đã để ý cái cách vẽ của tôi thì anh em nhìn một bên nào có transistor, đấy là bên output, bên nào có cái điện trở pull up là cái bên input, và cái mũi tên tôi chỉ ở đây, anh em thấy một cái là gửi ra, một cái là nhận vào. Vậy thì hai cái dây này để làm gì? Anh em biết rằng là khi mà kết nối giữa SU với ECM và chúng ta cấp nguồn cho ECM bằng cách là chúng ta bật chìa khóa điện, thì ngay lập tức sau khi bật chìa khóa điện thì ECM sẽ sống lại và sẽ liên tuần đón nhận cái thông tin để đồng bộ từ SU gửi sang qua cái dây chân số 6, là chân IMO ID, đây là chính là chân gửi ID hay là send ID.
Đây là một cái chân mà gửi cái mã ID được mã hóa theo cái cách gửi nối tiếp qua một dây từ bên SCU sang bên ECM, và bên ECM cũng có một cái mã ECMID, bên SCU cũng có một cái mã ECMID. Khi mà gửi sang nhau thì tại bên ECM nó sẽ thẩm định hai cái mã số này, nếu mà trùng khớp với nhau có nghĩa là cặp này đúng là một cặp đã đồng bộ, cặp vợ chồng đấy rồi, thì lúc đấy nổ máy phun xăng đánh lửa, xe sẽ chạy làm việc, và chỉ cần một cái dây này là có thể đủ làm việc rồi. Tuy vậy, trong trường hợp mà SU gửi một cái ID, một cái chuỗi gửi này sang bên ECM và thẩm định bên ECM mà bị sai, tức là hai cái mã không trùng khớp với nhau, có nghĩa là sự đồng bộ giờ là chưa đồng bộ, hai mã khác nhau và cặp này không phải cặp vợ chồng, không phải một cặp đôi, vì vậy nó sẽ dùng cái chân IMO out, tức là authorize, có nghĩa là cái chân này chân thẩm định, và nó sẽ gửi cái kết quả. Nếu mà sai cái mã đó thì nó sẽ gửi về bên SU để bù loa lên là báo lỗi ở Mỹ để cho người sửa chữa biết. Tuy vậy thì anh em nhìn thấy hai cái dây này nếu như nó đồng bộ với nhau rồi, mà cùng bộ với nhau rồi, thì nó chỉ cần cái chân số 6 là send KD từ bên SU sang, nếu đúng thì nổ máy ngay, còn nếu mà sai thì mới gửi về cái chân IMO authorize, tức là IMO AU này. Vậy thì cái chân này chỉ có giá trị và chỉ cần thiết khi bị sai KD thì mới trả kết quả về cho SU để thông tin báo lỗi, chúng tôi gọi vui vui là blue loa ở Mỹ lên, nhấp chớp đèn nháy rồi tút còi để cho người sử dụng biết là hiện nay là đang chưa đồng bộ được. Vâng, thì đây là một trong những cái thông tin cơ bản để anh em biết, nhưng giả sử như anh em chưa được đào tạo của DTD Auto cũng không sao cả, anh em có thể sử dụng phần mềm này để chúng ta có thể tra cứu được hai cái chân này. Ví dụ bây giờ tôi thử tra cứu cái chân IMO ID hoặc là IMO AU, nếu mà đây là cái từ viết tắt, nếu mà viết đầy đủ ra thì còn là Immobilizer ID, còn chân này là chân Immobilizer Authority, là chân thẩm định và chân gửi. Vậy thì bây giờ tôi sẽ sử dụng phần mềm Motorola tra hai cái từ này, xem phần mềm Motorola nói gì với chúng ta. Đây, tôi chọn thử vào đây, chọn sang bên Kinloop, chọn xe Honda, và chúng ta vẫn chọn cái xe PCX 2018, vẫn cái mục tra cứu vậy thôi. Bây giờ chúng ta đừng có nhập vào đây là gạo nước bao nhiêu tiền, xăm lốp bao nhiêu tiền, nháy nháy 8 cái bao nhiêu nhé, mà chúng ta chọn là nhập cái từ viết tắt trên các cái chân của cái ECU. Ví dụ tôi nhập từ viết tắt IMO ID, đúng không ạ, IMO ID, và tôi ấn kết thúc và chọn vào bên Smart Key bên phải. Và nó sẽ nói luôn, chân gửi chuỗi dữ liệu ECMID đã được mã hóa từ SCU sang ECM để thẩm định. Phải quá rõ cho anh em biết cái chức năng của cái chân này làm gì, mà chúng ta cứ phải đi hỏi đâu thì tất cả hỏi luôn cái Motorata này, nó sẽ trả lời cho anh em. Tương tự như vậy, anh em có thể nhập từ khác, IMO Authority, đây là IMO AU. Tương tự vậy, kết thúc, ấn nút bên phải hình cái chìa khóa, và ở đây nó nói luôn chân xác nhận sai mã ECMID khi thẩm định bên ECM và gửi báo lại cho ECU để thực hiện báo lỗi và hoặc là sửa chữa cái cảnh báo. Đây cũng là một cái chân mà nếu như anh em biết rằng là cái hệ thống bảo mật của Honda nó là bảo mật một cái vòng gửi xe thôi, nếu như mà nó thẩm định khi mà chúng ta bật chìa khóa điện lên mà ok rồi, chúng ta có thể rút cái ECU ra, nó vẫn nổ bình thường, không có sao cả, vì nó không có thẩm định lại nhiều lần như ô tô thì làm cầu kỳ hơn. Còn nếu như mà nó đúng cái mã nó rồi thì chúng ta chỉ cần cái chân số 6 hoặc cái chân sen sang thôi, không cần phải quan tâm đến chân gửi về. Và vẫn nhắc lại một lần nữa là cái chân gửi về đấy nó chỉ có tác dụng khi mà xác nhận bị sai cái ECMID thì nó sẽ gửi cái thông tin trở lại để báo lỗi và để bù loa lên cho anh em biết là nó đang lỗi đâu, và đèn báo đèn chớp, vì tất cả các cơ cấu về các đèn báo đèn chớp đó thì chỉ là output của SCU chứ không phải output của ECM. Vâng, thì đây là những cái phần mà anh em có thể tra cứu nhanh. Thì trong cái khuôn khổ của cái clip ngắn này thì tôi chỉ làm ở mức độ như vậy,
Còn nếu anh em muốn học kỹ thì anh em tham gia các khóa học của DT Auto 2 tháng thì chúng tôi sẽ đào tạo cho anh em một cách bài bản từ cơ bản cho đến chuyên sâu. Còn với clip này thì chỉ hướng dẫn anh em sử dụng trước mắt là cái phần mềm Motorata. Còn những cái chức năng kế tiếp thì tôi lại dành cho những clip kế tiếp cho ngày mai để tiếp tục làm cho anh em tiếp. Vâng, bây giờ thì xin chào tất cả quý vị đã quan tâm và theo dõi các clip của DT Auto. Xin chào.